Thưa quý vị, tuy nhiều lần bị các cơ quan chức năng gõ cửa vì hàng loạt những sai phạm, nhưng chủ đầu tư công trình khu phức hợp chung cư Monachi vẫn cố tình không hợp tác. Trước tình hình đó, thì Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cho biết sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với những sai phạm tại công trình này. Mặc dù chưa đảm bảo quy định của pháp luật, nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đà Nẵng, chủ đầu tư công trình khu phức hợp chung cư Monachi vẫn cố tình bàn giao 474 căn hộ cho người dân sử dụng. 246 căn hiện đó có người ở với số lượng lưu trú là 315 người. Theo Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, việc chủ đầu tư chung cư Monachi cho người dân vào ở là vi phạm hàng loạt quy định. Trong đó, rõ ràng nhất là hành vi bán nhà khi chưa được phép và bàn giao nhà khi chưa nghiệm thu. Tuy quận Sơn Trà đã ban hành các biện pháp xử lý, nhưng chủ đầu tư vẫn không hợp tác, nhất là việc phớt lờ thông báo người dân phải di dời khỏi chung cư trước ngày 11 tháng 6 này. Cái việc mà thông báo cho người dân là cảm thấy là chủ đầu tư không có cái động thái mà hợp tác để thông báo. Quận cũng đã chỉ đạo cho phường ở Hải Tây thông báo cho người dân luôn. Như vậy là theo quan điểm mình, nếu anh nhận là anh biết nhưng anh vẫn có vẻ cố tình làm lơ hoặc là có khúc mắc gì đó với chính người dân để hiệp đồng. Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cho biết sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh các dịch vụ, các hợp đồng điện, nước tại block B, chung cư Monachi, để xử lý sai phạm tại công trình này. Tại đây, nếu chủ đầu tư không thực hiện di dời người dân theo quy định, thì quận sẽ tiếp tục có biện pháp xử lý. Nếu mà sau thời gian mà người dân không tự di chuyển ra đó, thì quận sẽ có văn bản yêu cầu chủ đầu tư phải có phương án thực hiện việc đó. Trường hợp mà chủ đầu tư mà không thực hiện thì quận sẽ có báo cáo tham mưu với thành phố xử lý cái việc mà không thực hiện đúng theo các quy định pháp luật. Thứ hai là ông phải chịu trách nhiệm về trách nhiệm của chủ đầu tư, có cả việc bồi thường những nếu mà phát sinh những về kinh phí. Do bất chấp quy định pháp luật đưa người dân vào ở trong công trình chưa được nghiệm thu, nên tại khu chung cư này hiện đang rất phức tạp về giao thông khi không có nơi đậu xe. Nhiều hạng mục bên trong chung cư này, nhất là về phòng cháy, chữa cháy, vẫn chưa được hoàn thành và nghiệm thu. Để đảm bảo việc xử lý sai phạm tại đây, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đề nghị Công an quận phối hợp với Công an phường An Hải Tây thường xuyên kiểm tra tình hình lưu trú, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại block B, chung cư Monachi và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.